Bình ơi, Bình ơi, tôi hỏi một tí. Này, cái việc của bà mối bà ấy nói ấy, bà mối ấy, thì mình tính như thế nào? Thì ép dầu ép mỡ cho ai nữa, ép duyên. Hương, bà cứ nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt người nhá. Thôi tắt đèn đi ngủ đi. Ông ơi, ông ơi, ông dậy, dậy tôi nói chuyện. Ôi trời, khổ quá, đã bảo bà rồi, muộn rồi đi ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm ra đồng. Ngủ đi. Rồi, người đâu mà vô lo vô nghĩ thế không biết, cái chuyện hệ trọng như thế mà vẫn còn ngủ được. Đấy, những người xinh đẹp thường là đào hoa châu mạnh số linh đồng. Dạ, con chào ông ạ. À, Toát hả? Dạ, ông đang bận, con xin phép đi. Toát. Dạ. Mày lau cá thật. Biết ông đang bận, đánh tiếng để ông nghe thấy, rồi lại bỏ ra đi. À, dạ. Có việc gì? Lại đây nói nghe. Dạ bẩm ông, kể từ hôm nay ông cho con quay lại việc bổ củi gánh nước nấu cơm, chứ con không đi theo hầu cậu nữa đâu ạ. Sao? Thế có việc gì? Dạ. Lại đây. Ông dạ. Cho phép ngồi. Nói ông nghe. Dạ. Dạ. Nói ông nghe xem nào, có việc gì? Ông cho con ngồi. À. Thôi, cứ để con đứng con nói. À, thôi đứng nói đi. Dạ bẩm ông, con vâng lời ông, đi theo cậu để dặn cậu nói những lời hay ý đẹp. À. Thế mà cậu toàn khoe khoang của lạ. Dạ con nói mãi cậu không nghe mà cậu còn đánh con thâm tín hết cả người à? Sao? Ông hớn lại còn dám đánh mày à? Dạ. Không đâu. Không hiểu sao mấy vết thâm tím nó bay hết rồi. Cái thằng này mày lấu cá quá, nó vừa đánh xong mà nó mấy vết thâm tím nó bay hết được ngay à? Dạ bẩm ông, cái chuyện cậu đánh con là có thật, nhưng mà con nói quá lên à. Cái việc chủ yếu con muốn trình với ông là cái tính khoe mẽ của cậu ấy à. Cái thằng này chết không chừa, chỉ mỗi được cái khoe khoang là nhanh. Đúng thế, đã bao nhiêu lần ông dặn bà là phải bảo cậu ấm, không được khoe của, có tí của nả mà đi khoe khoang là thiên hạ người ta cười cho. Dạ bẩm ông bảo bà rồi thì con cũng trình với bà rồi, nhưng mà bà cũng chẳng kém cậu đâu ạ. Mà con nói thật nhé, cái việc này là ông phải dạy dỗ bà cậu cho nó đến nơi đến chốn, không thiên hạ người ta bảo ông là không biết dạy vợ dạy con. Con xin lỗi ông ạ, con nói hơi quá lời. Mày nói đúng. Dạ. Rào sắt thường không gọt được chuôi. Tao có cái này. Dạ. Lại gần đây tao bảo. Ông có cái gì ạ? Dạ bẩm ông, cái việc này thì một mình con không thể làm gì được đâu ạ. Ôi giời. Này, dạ. Ông cho phép mày nhờ thêm người làm cùng với mày. Này, làm tốt tao sẽ có thưởng hậu hĩnh. Làm tốt ông có thưởng hậu hĩnh à? Dạ, thế thì con tìm người làm luôn ông ạ. Xin đồng con đi. Dạ, đi đi. Con tìm người làm luôn. Qua sông
riêng bạn vương mùi tục, nước biếc dẻo mình phút thanh thời. Cơm ơi! Cơm! Cơm ơi! Úi xài! Cơm ơi! Cơm! Đưa cái đồ! Đưa cơm! Nhớ! Nhớ! À, xin lỗi đã làm cơm tiên sinh cô thứng. Này này, đang có việc nhờ tiên sinh đây. Quan ông muốn trị cho cậu ấm hớn một trận để chừa cái thói khoe khoang. Theo như tiên sinh cơm, phải làm cách gì để cậu ấm hớn thay đổi? Có dễ. Này, không phải chuyện con Tuyết. Cậu ấm hớn, làm cách nào để cậu ấm hớn thay đổi? Cái gì? Không hiểu. Hiểu rồi, đem nhốt con quan vào để nó đòn à? Có cách nào khác không? Khó nhỉ. Nghĩ ra cách nào chưa? Có cách nào? Không hiểu cái gì cả. Hiểu rồi. Này, khuân hết đồ quý giá nhà quan lớn. Đúng rồi, này cứ đi khoe khoang khắp nơi thế nào cũng đến tai kẻ trộm đúng không? Thế nào cũng ngày nó lấy hết. Này, rượu kế đấy. Đi, làm xong vụ này quan sẽ thưởng cho. Đi, anh còn đứng đây à? Đây. Cái gì? Làm sao đấy hả con? Khổ quá rồi đấy. Thôi, quạt cho cậu đây này. Mẹ, cái gì? Nhà mình giàu như thế mà suốt ngày mẹ bắt con học thôi. Mà con nói thật với mẹ nhé, nhà mình giàu nứt đố đổ vách như thế này nhé, mẹ cứ cho con ở nhà ăn với cả chơi thôi, việc gì với phải học, còn lâu mới hết của. Mà mẹ ơi, cô Thắm, cô đã đồng ý lấy con chưa? Này, chuẩn bị tinh thần mà lấy vợ đi con ạ. À mà này, con phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đi nhá. Nói với mẹ như thế thì được, nếu nói với cha con như thế nhá là không có được đâu. Nhưng mà nhà mình giàu mà. Cái gì đấy làm sao? Hôm nay nhà tao có gì lạ lắm mà. Lạ lắm là như thế nào? Bà xem bộ bàn ghế của ông, bộ ấm chén cổ của ông mất rồi. Mất đến của rồi. Mất hết rồi.
Con hết của cải rồi, gia đình nhà mình nghèo rồi con ơi. Mẹ ơi, quần áo của con, mũ ma của con mất hết rồi. Thế này con lấy gì mà con mặc? Nhà mình nghèo rồi. Rồi quạt cái gì mà quạt? Mất hết của cải rồi còn quạt cái gì mà quạt hả? Mà quạt đi, đang nóng hết cả người lên đây này. Chót ơi, chót ơi, con đây, bà con đây à? Dạ. Tại sao bọn trộm nó lại vào đây nó cua khăng hết của cải của nhà bà? Dạ bẩm bà, đã là trộm thì nó có kiêng của nhà ai đâu à. Nhà ai mà nó chả ăn cắp à. Dạ. Mẹ ơi, mẹ. Con không thích nghèo đâu, nghèo chán lắm. Ai thích nghèo bây giờ hả? Bây giờ mình nghèo rồi con ơi, mà tại mày đấy. Mày cứ bô bô cái bồn đi đâu, mày cũng bảo nhà mình lắm tiền nhiều của. Thế là bọn trộm nó nghe được, con nào bảo nó cua mết của cả nhà mình chứ còn gì nữa. Tại mày. Dạ bẩm bà là bọn trộm nó khoắng từ châu kiểm, quần áo, vàng bạc, châu báu. Nói chung là gì, cái gì nó cũng khoáng ra. Mẹ ơi, nhà mình mất hết rồi thì mẹ lấy tiền đâu mà mua quà bánh cho con, làm gì có quần áo đẹp cho con mặc. Nói chung là tại cậu cả đấy. Đi đâu cậu cũng khoe nhà mình giàu. Bây giờ bọn nó mới ăn trộm là hơi muộn đấy. Bà, mày là cậu hay là mày là hầu đấy hả? Mẹ, tao nói cho mày biết nhé. Mày không nhanh nhanh rảo cái chân lên trên phủ báo cho ông một câu để ông biết đường mà tìm thằng ăn trộm có nhanh hay không à? Dạ. Bẩm cậu, bẩm bà, ông đi tuần, ông bảo có việc đầy đình cũng không được báo. Ôi, mẹ thì chết rồi, trời ơi. Khổ rồi, trời ơi. Mẹ ơi. Cái gì? Cha ấy vẫn còn làm quan. Mà làm quan ấy tức là bổng lộc vẫn còn, tức là chúng ta vẫn sẽ giàu. Đúng rồi. Cha vẫn làm quan. Vâng. Thì mình lại có của, lại mình lại giàu. Nhà mình lại giàu rồi. Giàu đứt cấu tẩu con. Thôi. Xong. Thế là không ăn thua gì rồi. Mày vừa nói gì đấy hả Trót? Bây giờ bẩm bà là con có nói gì đâu à. Con nói là nhà mình lại giàu, con mừng quá bà. Thôi. Đi ra ngoài kia. Dạ. Bắt thằng trộm về đây cho bà. Dạ. Mau lên. Dạ vâng. Nhanh nhanh đi ra được nhá. Dạ. Mẹ ơi. Ừ? Mà bây giờ chẳng cần bắt trộm đâu. Nhà mình thể nào lại chả giàu. Không, cha lắm rồi. Mất hết của mà cậu ấm không thay đổi. Tao nhảy xuống đây, tao nhảy đây. Mày đừng cản tao, tao tàn lắm rồi. Tao sẽ mãi là thằng hầu của cậu ấm khoe khoang thôi. Hết cách rồi, đừng cản tao. Mày không cần phải nghĩ. Đến thông minh như tao còn không nghĩ được cách nào. Thế là mày. Nàng thắm đúng không? Ôi đúng rồi, nàng thắm. Đúng rồi, nàng thắm sẽ làm cho cậu thay đổi. Hay hay. Thế mà mình thì không đi ra. Cầm tiền sinh bái phục, bái phục. Đi tìm nàng thắm. Nàng thắm. Ôi trời ơi. Nàng thắm. Chào cô. Đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Đi chợ. Đi chợ. Đi chợ cả ai? Thế ông đâu? Ông đang ở trong nhà.
Ông ở trong nhà. Này, tôi biết rồi nhá. Anh lại định bày trò gì đúng không? Cẩn thận, ông đang khó chịu ở trong người lắm đấy. Khó chịu trong người. Biết thừa, ăn tham bị hóc đúng không? Thôi, không phải thế. Ý nó nói hai em này xinh đẹp như hai trái đào. Khiếp, cầm mà cũng biết cả tán gái thôi đấy. Này, có việc gì mà xì xào ở cổng nhà quan thế hả? Dạ, chúng con chào quan ạ. Hai cái quan này cứ thấy dai là tớn cả đấy. Thì chúng mày không đi cho à? Dạ có. Đi đi. Dạ bẩm ông. Dạ còn câu chuyện muốn nói ạ. Dạ bẩm ông là cậu nhà ta vẫn chứng nào ta. À, tao hiểu rồi. Nó lại ra chợ khua môi múa mép suốt ngày khoe của chứ gì. Đúng thế ạ, cậu vừa làm loạn ngoài chợ đấy ạ. Cái thằng này rơi đánh không chừa. Con với tài. Mày cứ bè như dê. Nói rõ tao xem nào. Thôi. Chả bẩm quan này. Nó cấp thì nó nói làm sao được. Mày nói thay nó đi. Dạ bẩm quan. Ý câm bảo là muốn cậu thay đổi tính nết ấy, thì phải dùng đến cái đầu. Thằng này láo. Thế từ trước tới giờ tao dùng tay chân để suy nghĩ à? Đang nghĩ thì phải dùng tới cái đầu, đúng chưa? Dạ đúng thế ạ. Nhưng mà cái đầu ông đã nghĩ từ trước đến giờ mà có ăn thua gì đâu ạ. Cậu vẫn chứng nào tật đấy ạ. Dạ. Thế theo mày bây giờ phải làm cách nào? Mày có hiểu gì không? Dạ con hiểu chứ ạ. Dạ bẩm quan là ý cầm nói là cung đầu ngang ngược giỏi giang không bằng một ả mỹ nhân má hồng. Mỹ nhân má hồng. Mỹ nhân kế thì dạ. Thế bây giờ mỹ nhân ở đâu? Dạ bẩm quan ạ. Mà mày không cõng được cậu là thế nào hả? Cậu ơi, con cõng làm sao được cậu? Cậu ơi, cậu cháu mình chơi trò khác được không ạ? Mày thích chơi trò khác à? Trò khác à, cậu nghĩ là trò cho mình chơi thôi. Đây. Anh phơi quần áo vào cậu. Trò này được, cậu ạ, chân mình được. Lùi lại một bước. Vâng. Lấy đà. Vâng. Nhảy qua cái sào này cho cậu. Nhảy qua cái sào này ạ? Làm gì đấy? Ôi, cậu ơi, cao thế này thì nhảy thế nào được ạ? Cậu cho con chui nhá. Con chui qua. Con chui luôn, con chui luôn. Xong rồi. Con chui rồi. Mày chui rồi đúng không? Vâng. Mày thích chui đúng không? Vâng. Cất cái sào này vào. Dạ vâng, chui xong rồi, cất luôn. Mày thích cất chui luôn. À? Mày thích tỏ ra là thông minh. Mày thích chui chứ gì?
Đấy, chui đi, chui. Dạ cậu ơi, con vàn cậu, con lại cậu. Cậu đừng bắt con chui như thế này thì sỉ nhục con quá. Biết là sỉ nhục rồi lại còn dám tỏ ra là thông minh hơn cậu à? À, ở cái nhà này ấy, chỉ có cậu là được phép thông minh nhất thôi, biết chưa? Dạ, dạ, dạ vâng, vâng. Ở cái nhà này chỉ có con, à không, chỉ có cậu là thông minh nhất nhà. Quan đâu? Quan về rồi, về đến đây rồi đây. Thế đã thưa với quan chưa? Thưa với quan rồi. Ê, thưa với quan rồi. Ê, tốt, đi vào bếp nấu cơm, nhanh, nhanh. À, dạ, dạ, dạ bẩm cậu là quan đang về đấy à. Cha ta về à? Cha ta về. À, cha về. Cha, con chào cha. Cha con cái gì? Cha, có chuyện gì vậy cha? Bây giờ tôi đâu còn là cha anh nữa. Đưa sách đây. Lính đâu? Đưa ngay ấm hớn sang ở rể nhà ông Bảy Hiền. Cái gì? Hả? Ông vừa nói cái gì thế? Hả? Từ nay trở đi, ấm hớn của bà ấy sẽ phải ở rể nhà ông bà Hiền, hiểu chưa? Ông ơi, ông có biết nhà ông bà Hiền là nghèo kiết xác không hả? Bây giờ con ông đang sung sướng như thế này, ăn ngon mặc đẹp như thế này, bây giờ ông bảo nó sang đấy thì làm sao nó sống được? Trời ơi. Đúng rồi. Đàn bà chỉ là đàn bà. Mẹ ơi, con không đi ở rể đâu, mẹ cứu con. Tôi đã quyết rồi. Mà này, tôi nói cho biết nhá. Trước kia tôi ở rể có sao đâu. Hả? À? Mà ở rể tôi mới có ngày hôm nay. Nhà cửa khang trang thế này. Nhưng mà con nói nhiều. Con tôi không ở rể. Đi đâu? Đi lại. Con không đi đâu. Mẹ ơi. Con ơi. Con ơi. Con tôi khổ thật con. Thôi khổ khiếp cái gì. Tôi làm điều gì nó có ý của tôi cả. Cứ đi vào. Trời ơi con ơi. Đúng rồi đàn bà. Dạ. Dạ vâng cả. Chúng con đi luôn ạ. Dạ. Đi mà. Ông bà Hiền ơi, có đưa con trẻ ông bà đến rồi đấy. Này, cho cậu vào đây. Này, này, nó cứ để cậu ở đây. Không được cho cậu về nhà đâu nhá. Vâng ạ. Chào mẹ ơi. Chào mẹ ơi. Cậu đừng nói nữa. Khóc lóc dọc đường. Cậu nên nhớ, đây là nhà cậu. Cậu không được về bên nhà ông bà nữa. Không, tôi là con quan, con của cha mẹ tôi, cho tôi về nhà, tôi về thôi, nhà. Thôi, cậu đừng nói nữa. Bây giờ thân phận cậu đã khác, cậu không được ra lệnh cho tôi nữa. Bây giờ đây là nhà của cậu, còn đây này, bố mẹ vợ cậu, kia là vợ cậu. Và cậu hãy chấp nhận cái cuộc sống nghèo đói đi, nhá, đi về. Tôi không muốn ở rể. Cậu Hớn, ôi cha ơi, cậu Hớn bị ngất rồi, hay là mình đưa cậu Hớn về nhà ạ? Không sao đâu, lát nữa nó tỉnh bây giờ ấy mà, còn không phải lo, cứ bỏ buông tay ra. Dạ. Ở đây không có ai thương tôi cả, sao lại buông tay tôi ra? Cho tôi về nhà. Thôi vào trong nhà ngủ đi. Lát nữa còn phải dậy đi làm đấy. Tôi không làm đâu. Cha ơi, chuyện là thế nào hả cha? Đã bảo là con không phải lo mà. Rồi con sẽ hiểu. À, mà thôi, bà vào nấu cơm đi. Vâng ạ. Ok. Con ngồi đấy.